Chào các bạn. Trên xe chúng tôi gồm có chị Cam Linh ngồi đằng sau. Hello các bạn. Linh Trần ngồi kế bên. Happy birthday to you. Happy birthday Linh Trần. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday Linh Trần. Ngày 14 tháng 1 năm 2021, Linh Trần của chúng ta đã tròn 15 tuổi. 15 tuổi mặt già thấy ghê. 15 tuổi người ta chăn tròn, cái này chăn méo xệ hồn. Không tròn chứ gì đâu, tròn. Tròn, đó là tròn. Mập quá nên nó tròn. 15 tuổi, đó bao nhiêu là quá trời già. 15 tuổi già chát. Rồi chút xong. 15 tuổi quá trẻ luôn. Không, 15 tuổi mà mặt già chát. Bây giờ hôm nay là ngày sinh nhật của Linh Trần thì mình dắt Linh Trần đi shopping sau Cốt Plaza. Dắt Linh Trần đi shopping rồi Linh Trần chọn đồ đó. Coi như là hôm qua là món quà kỷ niệm thôi. Hôm qua cây đàn guitar là món quà kỷ niệm đánh dấu một cột mốc là Linh Trần bắt đầu làm nghệ sĩ. Hôm qua em nằm ác mộng. Cái gì mà làm ác mộng? Nằm mơ. Mơ là tại vì thơ tạm nói nghệ sĩ, không phải anh nói đi làm nghệ sĩ. Đi mới đi qua cái chỗ Ngọc Quang á là mới nhớ là hôm nay là đám tang của trời chú nè. Chú mà ba của nhà tiệm vàng Ngọc Quang, các bạn cũng lớn tuổi rồi, như tám mấy rồi. Thì giờ cũng mới ra đi. Hôm nay là ngày đám tang nè. Tại vì tám thì tám không có quen với lại tám không có như là trước biết nghe tiếng nhưng mà mình không có quen cho nên mình không thể mình đi được. Trước ấy, ở Phước Hợp Thọ thì ở trong nó có bao nhiêu tiệm vàng mà biết hết 5 cái là của Ngọc Quang. Thêm cái nguyên cái bự này thì cũng lâu năm rồi đó. Tiệm vàng Ngọc Quang là nổi tiếng ở Cali nè, ai cũng biết hết á. Thì cái người cha như người cái chú đó đó, chú không biết cái chú đó có phải tên Ngọc Quang hay không. Thì cái là cái chú đó tên Ngọc Quang luôn. Còn mấy người con là Ngọc Hải, Ngọc gì thì Tấm có nghe đó, Tấm nghe là tại Tấm quen với một cái người cũng thân thì nói cho Tấm biết chứ Tấm cũng không có biết nữa. Thì đó, đi ngang mới nhớ mới nói rồi. Bây giờ trở lại chuyện sinh nhật Linh Trần. Sinh nhật cái nhảy qua tháng 2. Quá, đi ngang qua, đi ngang tiệm á mới nhớ. Mới là bà tám chứ. Bởi đi đến đâu bà nói đó. Đến tối đó. Sinh nhật là vừa. Ủa, tối hôm qua tôi còn nằm mơ thấy anh Chí Tài nữa. Trời. Thấy ảnh. Ngày nào bà cũng nằm mơ. Ừ, tự nhiên mấy bữa nay luôn á. Tự nhiên mấy bữa nay chứ bình thường đâu có nằm mơ. Ngủ nguyên một lèo là tới sáng không mơ cái gì. Linh chạy qua này á. Mấy rồi đây tự nằm mơ nha, nằm mơ thấy anh với Tài đi chơi chung cả đám luôn, nhưng mà ngồi cái ví dụ như đi chơi mà ngồi cái bàn bên kia mà đông lắm, mà toàn người quen tôi không à. Nhưng mà tôi á có đi chưa, mấy người đó chưa, mấy người đó như cũng không chưa đi đâu. Là bên kia là bên kia thế giới. Không biết sao mà ngồi bên kia, còn tôi á tôi cũng đi chung nhưng mà không biết sao tôi không muốn ngồi chung với cái bàn của anh với Tài, mà tôi ngồi ở một cái kế luôn, kế cái đó luôn, nhưng mà ngồi cái bàn khác với một hai người khác thôi. Cái xong cái tự nhiên có một nhóm bên kia nữa, giống như là ngồi trong công viên vậy đó, nguyên một cái nhóm bên kia là fan hâm mộ. Cái xong đi qua bên có chị Thanh Hà giọng nữa nha. Hồi sao tự nhiên lần này lần thứ hai Tám mơ chị Thanh Hà. Mà chị Thanh Hà chỉ đang ở Việt Nam á, mà Tám nằm mơ thấy chị Thanh Hà. Thì nguyên một đám gì fan á đi qua bên bàn của anh chị Tài nói chuyện này kia, nói trời ơi thích anh lắm này kia cái nọ vậy đó. Ngộ lắm. Rồi xong vậy thôi đó. Rồi giờ nhớ nằm mơ vậy thôi đó, rồi xong giờ thì quay lại chuyện sinh nhật của Linh Trần. Hôm nay chị Cam Linh á cũng đi shopping với mình đó. Thì bữa giờ Cam Linh ở đây thì Cam Linh nói hôm qua là Cam Linh phải về việc sinh nhà, nhưng mà tại vì Linh Trần sinh nhật cho nên Cam Linh phải dời vé máy bay lại, quý hóa quá, để ở lại ăn sinh nhật của Linh Trần xong rồi mới đi về, mà không biết khi nào về.
hôm nay á là tối nay là không có mời ai hết á. Ngàn mấy à? Ngày hôm qua ngày hôm qua cái clip mà A Muối á, A Muối bị kể chuyện mà trời mọi người cười quá trời luôn, bà nữa người ta cười bà quá trời luôn, mọi người nói trời ơi kể chuyện hồi hộp ăn cướp mà cười cũng xỉu. Tại vì xong rồi đâu có chuyện gì xảy ra nữa đâu thì kể lại thôi, mà bà nội này bà chọc A Muối nè, bà nói trời ơi A Muối bị hiếp dâm. A Muối cứ nghĩ bắt đầu A Muối nghĩ A Muối bị hiếp dâm thì hẳn hết. Cười cũng ghé luôn, mà tôi đọc comment mọi người comment tôi cũng mắc cười nữa, công nhận ha. Mọi người coi mà mình trong clip là A Muối đã kể rồi là đã tiếu lâm rồi, mà mọi người comment vô làm tắm mắc cười, sợ cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. À, là cảm mọi người coi như là comment là coi giống như là đối như là đối đáp lại á, giống như là làm cho tắm vui, là coi như là trả lại cái niềm vui cho tắm, giống như trong cái kênh của tắm làm cho mọi người vui thì mọi người comment vô tiếu lâm là trả lại cái nụ cười cho tắm luôn. Mà tắm đọc comment tắm mắc cười gì đâu, mà tắm mắc cười đến mức độ mà tắm phải nhấn vô ca 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 nó mới chịu. Những cái comment mà tắm trả lời ca 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 là tắm mắc cười lắm luôn á, là tắm mới comment vô ca ca ca. Nhớ có cái anh Sơn gì anh Sơn hay? Sơn Lê lụ gì hết. Sơn Lê cái anh lưu hè lui lui gì đó mà nói tiếng Hoa đó, mà người Việt mà giống cái làm cái danh từ mà người Hoa trời mắc cười mà chết luôn. Mà A Muối kể vui á, A Muối nói trời ơi tôi thấy nó đứng nó canh tôi, nó nói chẳng lẽ thằng này nó cướp tôi. Trời ơi mà ai nhà đâu cướp thiệt, cười đâu. Mà coi là cái video mà quay á ghê ha, giống như phim á. Ui mà nó lúc mà cái video nó rất uổng là nó hơi mờ tại vì nó xa quá, tại của cái nhà đối diện á, cái nhà đối diện nó quay cái lúc mà tắm post cái clip mà A Muối kể chuyện xong khuya rồi A Muối mới gửi cho tắm cái video mà camera. Trời ơi cái tấm nó chết mồ rồi, em boss rồi, mong thôi nó cũng thôi là mình làm vô chung một cái clip luôn. Nhưng mà cuối cùng A Muối em tám boss rồi, A Muối mới đưa cái clip mà camera cho nên tám mới boss lên cho mọi người theo dõi cái hiện trường mà lúc mà người ta quay lại. Ghê ha, mà thằng nó bự thiệt á, cũng bự dễ sợ luôn ha. Tụi nó bự kinh khủng nhìn đó, biết sao nó cướp xong nó nghe tiếng cửa đóng á. Ha? Là mới biết có người chồng á, nhiều khi nó nghĩ không có người. Nó nghĩ chắc không có ai chồng. Mà cái này á là không phải là có người comment nói là biết Muối giao hàng á rồi xong rồi người ta theo dõi, không có phải. Nếu mà biết giao hàng theo dõi thì cướp tiền với mắt mới cướp cái đồng hồ. Tại vì bà để ý không, cái lúc mà xe A Muối đứng lại cái gì xong cái nó mới chạy tới sau xe A Muối, nó chiếu đèn vô, lúc mà A Muối nó thấy cái đồng hồ, đúng không? Nó chiếu này nó thấy A Muối có cái đồng hồ, cái xong nó mới đi làm bộ nó đi, nó vòng ngược lại để mà nó đậu cái xe ngược, để lúc mà nó chạy là A Muối đâu có vòng lại rượt nó kịp. Nó phải khôn lắm, nó từ trường hợp người ta rượt theo nó cho nên phải nó phải ngược lại cái đầu xe của người bị cướp, để lỡ trong xe có đàn ông sao rượt theo nó làm sao, cho nên là nó phải chạy ngược lại, nó để xe nó tự nó đi mình, nó đâu có ai chở nó đâu, cho nên lúc mà nó đi ra ngoài cái cửa không mà nó ra nó đứng, trời ơi thấy nó đứng nó mở cửa nó đứng sẵn nó đợi Muối, bộ nó đứng ngay cái xe của nó đợi Muối, xong nó thấy Muối sắp đi vô xe nó chạy tới đó, chạy tới cái nó giặt Muối xuống, nó cướp cái đồng hồ xong nó chạy, nó lên xe nó chạy, nó lái xe nó chạy đi mà, chứ nó đâu có đồng bọn nó đâu. Mà nó đâu có chủ yếu lục tiền lục gì đâu, nó chỉ làm đại thôi à. Làm đại đó. Cũng may là nếu mà Muối không có đeo đồng hồ thì nó sẽ lựa cướp tiền, đúng không? Nếu mà Muối không đeo đồng hồ cái nó nghe tiếng xe là nó biết còn có người, chứ nếu nó ở ngoài nó đâu có thấy ở ngoài đâu. Nó không thấy, nó thấy tại xe Muối nó đang chạy đằng sau mà. Ôi quay lại sinh nhật Linh Trần rồi quên tự nhiên lên nói đi, từ đó tới đây là đã thay đổi trong lòng chuyện bà táo. nhiều chuyện mà nhiều chuyện để nói mà, thì từ đây tới sau cốt cũng 20 phút, từ đây đến tối cũng nhắc lại à. Các bạn nào chưa xem cái clip mà
À, anh muốn kể với lại cái clip camera quay lại hiện trường thì coi lại nha. Tám À, mà anh muối kể có chuyện bố dễ sao? thương hay vui ha. Anh muốn vui sợ rung mà kể chuyện mà cười chết. À, muốn nói chờ đợi là hạnh phúc. Nó đứng nó chờ tôi. Chờ nó đứng nó Thấy chờ chưa, tôi. Chờ đợi là hạnh phúc. Cười sợ. Thôi bây giờ, giờ quay đời của lại. em á hả, Quên 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 bây giờ quay lại nói là sinh nhật sao của Linh Trần. Sao hôm nay sinh nhật của Linh Trần, Tám muốn phỏng vấn Linh Trần có chịu không? Hả? hỏi cái gì trả lời được thì trả lời. Nhưng mà bây giờ tới sau cốt rồi, bây giờ thôi để cái chuyện phỏng vấn Đến tối tính cũng tính không tính kịp. sau. Hôm nay á đặc biệt một cái điều Tám bật mí các bạn. Hồi sáng nay Tám với lại Gigi nhắn tin với nhau. Gigi hôm nay muốn make up cho Linh Trần theo lời hứa. Tôi với bà đã hẹn rồi, bà đâu có thôi được. Tại vì là hứa rồi, hứa là Gigi sẽ make up cho Linh Trần. Thì Gigi nói là 2:30 đi qua nhà Gigi để mà make up xong. Thôi thôi để tôi tự nhiên. Bà không chịu Sinh kìa, nhật bà có không chịu năm kìa. nha. Khó quá bỏ qua. Gigi, bà Linh Trần bả đang ngồi đây nè, bả không có chịu make up. Tại sao là không chịu? Ừ thì tôi nói là bà đã hứa với mọi người là đè bà Linh Trần make up. Mà bây giờ hôm nay sinh nhật của bả, tôi nói là bả là 2:30 hẹn ở Chi Si tới nhà Chi Si để Chi Si make up cho bả. Bà nói thôi 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 bả không chịu. Không có người mẫu lấy gì tôi make up. Thì đó. Vậy là làm lấy Cam Thơ làm người mẫu đi. Trời ơi đâu có Đâu, được. Đã hứa là Linh Trần. Đúng rồi, lần trước mình nói trên cái livestream đúng hay rồi. video YouTube gì đó là sẽ làm make up cho Linh Trần, Đúng. phải không? Chứ trước mà Cam Thơ thì bà make up thường xuyên rồi, người ta đâu thấy gì là lạ. Bây Bây giờ giờ mới thấy là cái transformation là cái sự thay đổi của Linh Trần sau khi mà make up chứ. Và nhất là ngày hôm nay là sinh nhật nữa. Đúng rồi. Sao bà nói chuyện chi chi đi, tôi không biết à, tôi hẹn rồi. Không mấy cấp tôi không tới sinh nhật đâu. Thấy chưa? Dạ. Trời. Sao? Bà sao? Nghiệp con ta. Hả? Không, làm không đó. Mà để cho chi chi make up đi, mình làm gì mà sợ. Thôi. Thôi vậy để chị đi ha. Trời ơi vậy thôi bà không chịu rồi bà, chị Si ơi thôi chiều nay bà ghé bà ăn thiệt thôi, rồi còn bữa nào bà bữa bữa nào tôi dụ bà, tôi đè bà ra cho bà bữa make up nào sau mắc đèn hỏi không bà sẽ mắc lại. Ngày hôm nay sinh nhật thì thế nào mà bà chẳng quay clip bà đưa lên phải không, bà bây giờ đưa lên ngay cái clip ngay ngày sinh nhật cho làm cho người ta bất ngờ nó mới hay. Mai mốt tôi đè nó make up thì có cái gì đâu mà lạ. Bà có coi cái lạ là hôm nay tự nhiên đúng một cái khi bà mở bà mình bà livestream hay là bà đưa lên YouTube mọi người wow bất ngờ, rồi xong rồi bà mới đưa cái clip tôi make up sau đó, hiểu không? Không bây giờ vậy nè, chị nói lên tầng nghe nè, em cứ liều đại đi. Một lần nhờ chị Khanh làm nha. Rồi thì một lần lần này chi gì khác, chi gì chi gì khác, bảo đảm không đẹp không ăn tiền phải không chi gì ở chi khác mấy cấp kiểu khác, chi gì mấy cấp đó nên là không thể nào mà so sánh hai bên được. Đúng rồi, không đẹp không ăn tiền ở bên không, Mexico Gigi. Hồi xưa nó có cái không đẹp phim không á, ăn tiền. Đơn giản tôi là Maria rồi. Trời ơi, nhưng mà tôi phải Maria, tôi là Linh Trần, em là Maria mà tinh thần. Rồi để rồi thôi đi về là tình tình hình là như vậy. Ừ rồi ok, có gì tôi nhắn tin cho bà vậy nha. Bye bye. Rồi chúng ta đi đi vô sau cốt nha các bạn, để mà mua áo mua quà mua đi shopping, dắt Linh Trần đi shopping đi, đơn giản đi. Là Maria người ta cái gì khẩu trang ở dưới này cũng có nè. Rồi vô biết bây giờ đi vô đây là chị mua quà tặng em không phải lựa khỏi khỏi không
không đây, là... đi đi các bạn, à, coi chị Linh chị đeo khẩu trang. Ủa? Có ai đây, mình làm gì đây khẩu mình đang khe đeo khẩu trang gì đây cam, ông bà này bà không có đeo, đeo bà này bông. Là bà mặc áo bông cho nên bà phải đeo khẩu trang bông, đúng rồi, bà điệu mà điệu trong mà. Mình á là lúc nào cũng đeo khẩu trang cắp cơ hay là cấm thở, hình như có đồng bọn nhận ra kìa, bên kia kìa, kỹ kỹ kìa kìa, dạ cảm ơn. Ủa tới tới gặp đi, đang quay á, đang quay đó, rồi lấy lên xe lại. Gặp và fan coi bà Tám Cẩm Thơ nhận ra bà Tám Cẩm Thơ ôm sùm quá mà sao Tám nhận ra được. Ừ. Im lặng đi, người ta đâu nhận ra, cái miệng cứ bô bô à, bô bô nó nghe. Ủa đằng cửa kia, bên kia mình đi ngõ kia 11 giờ mới mở cửa mà ai mở cửa kìa, quẹo phải bà Thơ, chỉ mình chứ bà Thơ quẹo phải Tết rồi. Mấy bạn ơi, bạn nào mà thích cái khẩu trang này á thì nhắn cho bà Tám nha. Bà Tám hả? Bà Tám. Bà Tám á, chứ không ạ. Thích Vinh đẹp không? Bà Tám bà cũng có bán khẩu trang á, ai mua khẩu trang rồi bà sẽ tặng luôn khẩu trang cam thờ. Chịu cái khẩu trang chị hoài chị ngại. Cái này là tặng nha các bạn, ai muốn tặng thì Tám tặng, không có bán. Nhưng mà khẩu trang kia không có hình thì bán. Đẹp quá ha, cái cô gái cái mannequin này chụp cái này, cái mannequin này chờ mặc cái đồ này đẹp ghê luôn á. Linh Trần đó là chiều nay Linh Trần có đồ mặc sinh nhật rồi, nhưng mà bây giờ Tám dắt Linh Trần đi shopping thì nếu mà mua được cái gì mà Linh Trần mặc được chiều nay thì thay đổi, còn không thì Linh Trần đã có đồ mặc rồi nhưng mà vẫn phải mua, vẫn phải đi shopping mua đồ cho Linh Trần chứ. Bắn như vậy ha. Rồi hấp dẫn cho các bạn. Trái dâu bột sô cô la hả? Ừ. Ủa, người ta làm được. Đã không? Ôi, sô cô la quá trời luôn. Ôi, để trên cái đó đẹp chưa? Này ốm lắm á Linh, muốn ăn không tôi tặng anh Nhật bằng khay ăn chứ. Chị Cam Linh chỉ là đã đến sắp hàng ở ra sẵn rồi chứ, tại vì nghe đồn đông lắm kìa, ở đông nghẹt kia kìa. Ủa sao không sắp hàng dài ra đằng kia mà đứng đó? Chắc chưa mở cửa. Bây giờ vô đây mua đồ cho Linh Trần được không? Muốn mua Zara hay là banana? Banana phải đi coi chừng nào hợp mới mua. Đó, bây giờ vô coi đi. Thì trong khi chờ đợi ở Zara đâu có vô được liền đâu. Ừ, để đây nó coi. Ừ. À, chắc cái này là trả đồ. Cái này trả đồ, còn cái này là vừa mua. Là... Cái này là
còn mấy người này, mấy người đó có số hết rồi, không có số rồi, đứng trong line Rồi ơi, công nhận sinh nhật bà Linh Trần á, người ta đi web shopping quá trời, bây giờ chờ 1 tiếng rưỡi mới được vô trong cái gala này. Người ta cho cái số mình là đợi 1 tiếng rưỡi. 1 tiếng rưỡi rồi người ta nhắn tin trong điện thoại của mình. Tiếng rưỡi hả? Cho về cho ông Quang ăn cũng vẫn kịp ha. Ờ thì đó. Tiếng rưỡi xong rồi cái xong cái mới tới đây gích like rồi nó mới cho vô. Thì mình ngồi sau đó là thôi đi. Đi giờ đi, ăn. Đi chỗ khác đi mà Linh. Ờ đi. Mua mà mua cái gì? Mua đâu? Trong khi chờ đợi ra thì bà đi mua banana ha. Ờ đi chơi đi thôi. Mua banana đi. Đây. Xuống. Thiệt. Thiệt chứ. Sao đẹp vậy? Ừ. Thiệt ha. Đẹp quá hả? Ừ. Đúng rồi. Linh Tâm Linh ngồi đây làm gì làm đi rồi không đi hả? Em dắt nó bụng. Ờ ngồi đó ăn đi nha. Cam Linh nói bụng má có cho 2 trái bắp, Cam Linh ngồi đó ăn, mình đi mua đồ cho Linh Trần. Ngồi đẹp quá chỗ là hôm nay bị đặt khen hoa đẹp hoài. Shopping vắng quá trời, có Zara đông mà nó kỳ vậy, tại vì nó sale quá. Nhưng mà mấy chỗ này chỗ nào cũng sale nè Linh. Ừ. Này 70%. Nhưng mà đâu có ai vô mua đâu. Bởi vì nó có thời nó khác. Ừ. Nó rẹo chứ. Tôi đi mua tôi phải đi một mình. Trời đất ơi. Cái này tôi mua cho bà chứ không phải bà mua đâu mà đi một mình. Mua áo này là lên cho sexy chơi nè Linh. Nó không có lết ra ngoài. Nè Linh. Này đẹp nè. Phải tùy theo chứ mặt nó mập nó cân. Trời ơi trời. Đi quanh ra. Bà không có mua cái này hả? Không. Cái này cũng đẹp mà. Hình như đó có mấy người tặng cho tôi cái hiệu này nè. Ừ, bà mua đi. Tự nhiên đi mua đồ sinh nhật cho bà, cái tôi mua đồ là sao? 70 đồng. Cái áo là 70 đồng. Nhìn sang á. Cái này cũng 70 đồng nè. Đẹp quá mà hả? Đi thử đi. Linh. Một hoa chấm bi đi Linh. Mẹ này mỏng đẹp nè. Nào nhỏ xíu vậy. Nhỏ xíu lấy size lớn. Tôi tưởng tôi lấy hàng cuối là nó nhỏ chứ. S mà. Anh lo nè. Không vừa, nhỏ quá. Thôi đi.
phải cuộc tình rồi các bạn. Đi nãy giờ đi một vòng mà bà Linh bảo không có chọn cái gì, bà chọn một cái áo thun màu cam mà cuối cùng đó, hả, áo thun đó không có size của bà. Không có size của bà, dắt bà đi đôi giày. Bây giờ dắt bà đi qua mua giày. Mới vô cái tiệm Louis Vuitton mà mua đồ cho bà Tâm Mã quên rồi, bà Linh Trần, mà bà không chịu mua các bạn. Mắc quá, tôi sợ bà tốn tiền ra. Cái bà chọn đi, cuối cùng bà không mua. Bây giờ cái tiệm này đẹp lắm nè. Nè, cái trắng cái bộ này để tôi mua cho bà Linh bảo mặc nè. Đó, các bạn bộ coi. Nào? Bộ màu trắng này nè. Đó, Linh, bà mặc không, tôi mua cho bà một bộ. Mặc. Đẹp quá trời kia ta. Mặc không? Mặc. Mặc ok, con mua nha. Mà tôi sợ mất công bà đi đổi lắm. Cái này hợp với bà hả bà Thơ? Quá trời dễ thương gì đâu á. Ủa 200 mấy luôn á các bạn. Ờ cái áo này như 350 hả? Dạ. Đâu có đẹp đâu. Mấy đồng đâu đẹp, 350 không đẹp. 395 đồng nè. Không cái kiểu này đâu nè. 395 đồng luôn. Trắng đen không à. À cái này hay ha. 1450 đồng các bạn. Mua không? Không. Dễ sợ. 1450 đồng áo. Nè dễ thương không? Áo này dễ thương. Bà mặc là đẹp lắm đó bà ha. Bao nhiêu? 950. 950 đúng không? Không. Không. Rồi. Lên không chịu mua. Hôm nay sinh nhật của bạn nhưng mà tôi mua đồ bạn đồng ý thì tôi mua. Mắc người quỷ. 395 dành cho người đại nha. Dễ thương không? Dễ thương không? Áo đẹp chứ bộ. Ừ. Phải nó mắc thì phải nó đẹp, nó phải mắc thôi. 595 ừ, cái bông hồng đẹp cái này bà thôi. Đó. Cái đầu tiên nè. Này hả? Ừ. Sang đi. 1150 đồng. Có một cái bông hồng dài luôn. Cái vải nó mỏng lép đó, nó nhẹ đó. Màu đỏ nè. Em mỏi mặt đẹp nè. 1100. 1100 nè đó. Đúng chưa? Đó, 80 đồng. Có nhiều trăm đồng. Thôi, sau bạn, một hồi sau một hồi đi coi cái tiệm đó thì giá cả thì hơi rẻ quá cho nên bảo không có mua được cái nào, mặc dù nó rất là thích, rất là đẹp nhưng mà rẻ quá tao không thích mua. Đi đi mà Linh mua không? Cô mua tặng sinh nhật mà. Thôi. Thôi nó sẽ cái gì mà cũng thôi vậy. Sợ bà tốn tiền. Tặng sinh nhật bà sẽ hơi bà không chịu các bạn đó. Tại vì bà không chịu nha các bạn, chứ không phải tám không mua nha. Bây giờ tôi muốn đi con ngựa lại kìa. Bà muốn đi ngựa kìa, đi. Đi ra đây. Dắt bà đi ngựa. Bà Linh bà thích đi cái con ngựa này. Nhưng mà hiện tại người ta không có cho vô. Có người bán vé kìa. Cái gì lên ngồi đi. Ngồi nó chắc không? Nó chắc không? Chắc lắm á, người ta leo nó, người ta ngồi, tôi đi, người lớn, nó gì cũng leo mà. Đi nha. Thôi. Nhật mà đi đi để tội nghiệp, tội nghiệp mấy ngựa này. Mới vô Express đi ra. Trong đó có nhạc không cho nên tám không có quay, nhưng mà vậy nè. Kiếm cái áo khoác mua cho bà Linh Trần bà không chịu luôn. Coi như là mua đồ cho bà rất là khó nha các bạn nè. Bây giờ mới đầu mua áo thun thì có nhưng mà không có size của bà. Bây giờ đi vô mua áo khoác thì có áo khoác nhưng mà bà nói bà có rồi. Bây giờ đi kiếm giày mua cho bà. Rồi bà nói là
giày bà có nhà nhiều rồi, bây giờ rất là khó mà mua cho bà rồi, cho mình đi tiếp. Bây giờ mình đi ăn. Ai cũng khó hết á, mua đồ là vậy á, không có ăn không có dễ đâu, không dễ đâu. Đó, mà vô nhiều khi đâu có thấy hợp đâu, phải không? Hôm bữa bà vô đi ăn với chị Khanh đó, nhớ không? Người ta đâu có cho vô ăn. Nhiều khi hai mẹ con chị đi, đi đi tay không về luôn đó. Ngon không? Ngon không? Ngon ha. Khổ quá, cực khổ. Có ăn một đồ lá thịt chứ là khổ quá đi. Sinh nhật lên chừng cực khổ quá. Tại vì một bít chứ nó không cho ăn. Ở trong miệng mà nó không cho ăn. Mà ngon không? Em thấy ngon á. Ngon. Ăn đi lên. Nó không cho ăn trong tiệm mà nó cũng không cho ăn trong mo nữa. Cho nên là mình trong có cấm không? Đâu có cấm. Mình phải trốn ở trong cái lùm cây này mình ăn cho thơ, cho nên thơ nó cũng mình ăn lắm. Mà mình ăn mà nãy bảo vệ đi ngang qua nó thấy nó đâu có đuổi mình đâu. Nó no quá. Nén quá. Xong, còn cái này thôi chưa ăn. Ngon. Cái này ăn cho đủ đủ ổ thôi. Cái này chưa. Ôi, cái đó là gà hả? Gà. Đúng rồi, ăn cục lắm. Cái này ngon nè bà Thơ. Cái này ăn rồi luôn. Ăn rồi mà ăn có chút xíu à. Ngon quá, ăn thêm đi. Linh Trần áo phát rất là đẹp mà vừa túi tiền luôn, có 40 đồng thôi đó. Cho các bạn Linh Trần đã đồng ý mua cái áo phát này. Ok, cảm ơn tiền. Cảm ơn bà Tám Cam Thơ. Happy birthday to you. Cảm ơn nhiều. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday Linh Trần. Bài quà thứ hai. Đã tính tiền xong. Đây. Mua quà sinh nhật thì có một thôi, mà mua quà cho bà đến mấy lần. Cái gì? Nói vậy. Không. Nói gì? Lựa đầu tiếp hả? Thôi bà lựa thêm đi. Rồi cái áo này đẹp ha. Để lên đi lựa thêm. Tính tiền luôn. Định này là của chị Linh. Bà Linh mà. Ủa Linh không? Không rồi.
Rồi giờ để mua cho mình. Ờ, này bà ngoại xanh. Thích lắm. Chờ mà hỏi nó rồi, nó nói là size L với M nó hết rồi, bây giờ size small không biết má chịu không. Nhỏ lắm, nhìn bà thơ. Đó chị mặc được. Cái này nè, hồi bữa nó cho má hai cái rồi đó. Không có xe phòng này xuống không thế. Lắp chân. Đẹp. Hồi đây xong rồi. Ồ. Mày nắp rộng quá xong mà. Vậy còn này. Cái này cũng tùy luôn xong mà. Oh my god. Không để ý. Trời ơi. Nó lòi gúng không? Gúng, gúng. Tôi nhắc, nhắc tuồng không? Sợ. Ủa vậy hả? Nhớ đó nha. Nè anh Linh. Còn mặt không? Cái đó khỏi lòi luôn mà lộ luôn á. Nè, cho Linh mặt nha. Mua cho Linh này. Giờ hỏi ý kiến nhận. Các bạn ha. Các bạn thấy cái này đằng trước nè các bạn nha, chứ không phải đằng sau nha. Đó. Nguyên cái bụng đằng trước đó. Đó, cái che cái này cho Linh Trần thôi là đó. Linh Trần rẻ mặt lòi nguyên một cái 6 muối. Tôi thấy đâu mà mặc nó lòi ba muối luôn. Có quần kìa, cái quần đỏ kìa bà hả? Quần caro đỏ đẹp quá trời. Coi nè. Bà thơ. Cái gì mà khả nạ đây? Mấy trăm cái. Sinh nhật mà Linh đó. Sinh nhật bà Linh mà mình có quà kéo luôn á. Sinh nhật bà Linh, bà Linh có một cái, mấy chục cái. Tự nhiên đặt thử ở đây luôn các bạn, thì ngay giá này đặt đây luôn. Đó, đi về. Đi về. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Cam Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Cam Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.